Các bạn thân mến, bài hôm nay chúng ta sẽ học cách cảm ơn người khác bằng từ xỉa xỉa và cách đáp lại khi có người khác cảm ơn mình, và cuối cùng là câu chào tạm biệt. Thế khi mà muốn cảm ơn người khác, chúng ta sẽ dùng từ xỉa. Xỉa tức là cảm ơn. Xỉa xỉa cũng vậy. Xỉa xỉa là cảm ơn. Khi người ta cảm ơn mình thì mình sẽ có thể đáp lại là bú xỉa. Ở đây mình có từ bú mang thanh 4, tuy nhiên khi kết hợp với âm tiết mang thanh 4 thì nó sẽ đọc là bú. Đây người ta gọi là biến điệu của bú. Xỉa nó là thanh 4 cho nên là mình sẽ đọc là bú xỉa. Ngoài ra thì mình có thể đáp lại thành bú khờ chỉ. Khờ chỉ là gì nhỉ? Khách sáo, khách khí. Vậy thì bú khờ chỉ là đừng khách sáo. Và cuối cùng, khi bạn muốn tạm biệt ai đó, mình sẽ dùng từ zài jiàn. Jiàn là gặp, zài là lặp lại. Vậy thì zài jiàn nghĩa là tạm biệt, hẹn gặp lại, với hàm nghĩa như vậy, được chưa? Nào, chúng ta cùng niệm. Xie xie, xie xie, bú xie. 不谢不客气不客气再见再见谢谢不谢谢谢不客气再见. Học như vậy thì trên đây là toàn bộ từ mới của bài số 2 về cách nói cảm ơn và tạm biệt. Sau đây tôi xin được kết thúc phần từ mới để chuyển sang phần bài khóa và phần luyện tập. 我们继续.